Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức, 24 tuổi, trú tại Năm Cống, Thanh Hóa, Triệu Ồng Nhất, 25 tuổi, trú tại Văn Bàn, Lào Cai, Hoàng Ồng Nhất, 23 tuổi, trú tại Bảo Thắng, Lào Cai, Lương Thanh Miều, 23 tuổi, trú tại Văn Bàn, Lào Cai, về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Theo điều tra, khoảng tháng 10 năm 2020, Đức quen với chị Nguyễn Thị Tê, 19 tuổi, trú tại Hà Nội. Đức nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được chị Tê đáp lại nên đã bàn bạc với Miều lên kế hoạch bắt cóc Tê, rồi dựng lên vở kịch đòi tiền chuộc. Khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 3, Đức hẹn chị Tê đến cổng chùa Phúc Khánh, phường Ngã Tư Sở để gặp nhau. Khi chị Tê đến điểm hẹn thì bị các bị can bắt ép lên xe, đưa về một ngôi nhà hoang tại thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Theo kế hoạch đã bàn bạc, Miều lấy điện thoại của Tê gọi cho Đức đòi 500 triệu đồng tiền chuộc với kịch bản giải cứu bạn gái. Đức đến địa chỉ giam giữ chị Tê, trao đổi số tiền chuộc với mục đích khiến chị Tê rung động. Sau khi giải thoát ra ngoài, chị Tê đã đến cơ quan chức năng trình báo. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đức, Lương Thanh Miều, Triệu Ồng Nhất và Hoàng Ồng Nhất để điều tra vụ việc. Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận được Đức thuê bắt giữ chị Tê và dựng lên màn kịch bắt cóc tống tiền trên. Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.